Máy xay đa năng, như nhuyễn như bột. Động cơ mạnh mẽ với công suất 250W, mạnh nhất hiện nay. Tốc độ quay 10.000 vòng một phút, gấp đôi các loại máy thông thường. Sản phẩm có thể thay thế nhiều loại máy xay thịt, sinh tố, đồ khô, tiết kiệm chi phí, thời gian và công sức. Đặc biệt với gia đình có người già và trẻ nhỏ, đây chính là công cụ đắc lực nấu các món ăn dặm, nhanh gọn và hợp vệ sinh. Đặc biệt, máy xay đa năng với phiên bản mới nhất 2021 được trang bị động cơ lõi kép, giảm tiếng ồn chỉ bằng 1/10 máy thông thường. Các vật liệu trong máy cũng được chế tạo bởi các vật liệu tốt nhất. Cối xay làm bằng nhựa ABS cao cấp, chuẩn y tế, kháng vỡ, nhẹ, không lo rò rỉ điện cực an toàn. Giúp chị em xay các loại thực phẩm cứng đến mềm như đá bi, cua, các loại hạt, thịt, cá, rau củ quả chỉ trong vòng 10 giây. Chị nào đang có nhu cầu tìm một máy xay đa năng để tiết kiệm thời gian và món ngon cho gia đình, máy xay đa năng là một sự lựa chọn hoàn hảo.